Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Góc Nhỏ của Logan. Thì hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại chuyên mục review đồ điện tử nha các bạn. Thì trước khi bắt đầu thì những bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Ok, let's go. Thì sản phẩm lần này là mình mua một con iPhone 5C màu bất kỳ đó ở trên Lazada nha các bạn. Thì đây nè, giá là 611.000 là đã bao gồm xíu đó các bạn. Giá gốc hình như là cỡ gần 700.000 á, nhưng mà mình áp mã giảm giá nữa. Nên là các bạn, điện thoại iPhone 5C chính hãng, rẻ vô địch, full chức năng, bảo hành 6 tháng. Rồi mã hàng 5C, phân loại, khả năng lưu trữ, không xác định nhóm mã. Đây, gửi đến từ di động hoặc VN nha các bạn. Không mở cái hàng và không đồng kiểm. Đây, dán niêm phong rất là kỹ luôn. Chỉ những hàng hay hợp hàng còn nguyên tem với lòng video mở gói hàng. Rồi, ok. Mở thôi các bạn. Thấy là hình như là không hề có phiếu bảo hành gì trong hộp luôn á các bạn, là chỉ có mỗi cái máy không với lại cộng dây cáp thôi à. Đó, đây là một chiếc máy màu giống như là màu hồng nha các bạn. Thì nói chung ngoại hình cũng gọi là tương đối thôi. Mấy cái phần đây nè, mấy phần gốc nè hình như cũng có cứng rồi thấy không các bạn. Đây gọi là chạy cối dữ lắm luôn á. Đây, bốn góc còn cứng luôn. Cái tem ở dưới đây. Còn mặt sau thì cũng gọi là có sức dâm tí. Nhìn chung vẫn ổn thôi. Giờ khởi động lên. Nói chung là phần màn hình đó thì cũng sáng đẹp nha các bạn. Thì mình giảm xuống xíu để trên video cho các bạn dễ thấy. Đây, cảm ứng thì mượt nha. Camera. Đó, camera thì ok đó các bạn. Camera sau nè. Đó. Kiểm tra chức năng wifi. Wifi vô luôn. Bản 16GB nha các bạn. Mã ZA.
tra âm thanh nè. Ok. Đây thì như anh em vừa thấy hả, thì mình vừa mới bấm reset máy lại với bỏ sim vô nè các bạn. Giờ thử reset là coi nó có dính là cloud không nha. Vô luôn anh em. Hay quá. Đây anh em, thì mình cũng vừa mới test nghe rồi xong rồi đó anh em. Thì nói chung là sóng sánh ok, căng đét hết luôn nha. Quan trọng đó, là cái máy này chưa có thay giỏi nha các bạn. Tại vì mình kiểm tra series ở trên cái máy đó, là 682. Và bên đây nó cũng trùng là 682 luôn. Đó, với 611k đã có cái iPhone 5C đã xài. Quá đã luôn anh em. Đó. Thì nói chung là mình sẽ để cái link mình mua sản phẩm ở dưới nha các bạn. Có gì các bạn thích thì các bạn ủng hộ shop nha. Ok, và video review nhanh đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.